Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên. Video clip ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị và các bác một mẫu xe mà hơn 300 triệu. Một mẫu xe phân khúc hạng C, form dáng hình thức thể thao và full đồ chơi option và phụ kiện. Số sàn 1.6, sản xuất năm 2018, một con Kia Cerato. La răng phay và có sạc không dây, tích hợp vô lăng và ga tự động. Form dáng hình thức loại này thì quá đẹp rồi và cực kỳ rộng rãi các bác nhá. Đấy, tổng thành xe đây, từ thân vỏ rồi là ngoại thất, gầm bệ, khung sườn em đã dọn dẹp cực kỳ chi tiết rồi. Các bác về là chỉ còn sẵn đóng thuế ra tên là chạy. Nếu có nhu cầu là em sẽ bao sang tên trọn gói và ship xe tận nhà luôn. Đấy, tổng thành thân vỏ, ngoại thất này, cho đến từ phần đèn, từ la răng rất là đẹp. Đấy, đèn đóm mặt ca lăng và lưới tản nhiệt này. Đó, bác nào mà hợp màu đỏ thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý nhá. Mẫu này cũng ít khi có đúng màu luôn, nội thất và tổng thể xe nó đẹp lắm. Em sẽ quay cho các bác. Thứ nhất là về cốp này, cốp cực kỳ rộng luôn, siêu rộng. Đấy, toàn bộ ốc ác cabo này, keo chỉ, lòng máng, rồi toàn bộ phần gầm đây, kích tiếp rồi là lốp dự phòng. Bản lề này, đấy, cho đến lòng máng này, và toàn bộ ốc zin nhé, ốc zin cả hai bên, đấy, lòng máng, ốc zin, cho đến phần máy này. La răng phay, cái mẫu mà 2018 này la răng nó rất đẹp, toàn bộ từ máy này, đấy, máy này, đó, từ cabo, rồi là từ những ụ giảm sóc này. Từ đầu răng sắt xi, đầu răng sắt xi nhá, khuôn số, tai đèn, quăng máy này, hệ thống ABS này, cho đến máy này. Đó. Tai đèn zin hết, cabo này, keo chỉ không mất một phân nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, cho đến phần mặt ca lăng và phần đèn đi. Đối với mẫu hạng C này nó sẽ có giải led ban ngày, rồi đèn bi, đèn gầm đầy đủ, la răng, gầm bệ đẹp lắm. Gầm này, đấy, gầm bệ này. Đấy, loại này thì nó sẽ có miếng nhựa chắn gầm. Các bác thích đến xem xe và cầu xe thoải mái, em sẽ nhấc bổng xe lên để các bác xem toàn bộ phần gầm luôn. Nội thất thì ghế mũi, đấy, ghế mũi, cửa gió điều hòa sau, trần nỉ. Máy 1.6 tắp ly đẹp, đấy, tắp ly này. Rồi từ tắp ly cửa lái, từ vành vô lăng và củ số nhá. Đây, tắp ly cửa lái đây. Đấy, cho đến vô lăng, cruise control ga tự động, tín còi, sạc không dây, cốp này, ga ghế này. Hiện tại thì cửa hàng đang có 3 chiếc sản xuất năm 2018, có 3 màu, màu trắng, màu đỏ và màu đen cho các bác, cam lùi đầy đủ, rồi là tổng thành xe đây. Đấy, các bác có nhu cầu cứ đến xem xe, chạy thử và test xe thoải mái nhá. Riêng nhà em bán thì có chế độ bảo hành, đấy, chân nỉ này, rồi nội thất nó đẹp như này, đấy, hơn 9 vạn, hồ sơ cầm tay rồi. Hồ sơ cầm tay, con này là gốc Hà Nội, con này là biển Hà Nội. Đấy, xe đẹp như này, form dáng hình thức đẹp. Loại này các bác về vừa chạy gia đình vừa chạy dịch vụ xe hoa cứ hỏi được luôn. Loại này chạy thì gần như là chẳng bao giờ hết lỗi mốt được cả, bởi vì form dáng hình thức nó rất là đẹp. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại em để phía dưới màn hình, hoặc đến trực tiếp salon Mạnh Dũng ô tô tại km số 6 Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video clip và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.